Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào mọi người. Hiện tại giờ Hưng Trần đang có mặt ở tòa soạn báo pháp luật của nhà báo Đức Hiển. Thông tin chính xác thì 10 giờ hôm nay nhà báo Đức Hiển, cô Phương Hằng sẽ đến gặp nhà báo Đức Hiển. Thì thông tin ở trên mạng là nhà báo Đức Hiển không có tiếp cô Hằng, nhưng mà cô Hằng vẫn muốn tỏ cái sự mong muốn muốn gặp nhà báo Đức Hiển. Thì trước mặt con cả nhà thì là con đường Hoàng Việt đó, con đường Hoàng Việt từ đây lại tòa soạn tí xíu đứng gần thì quay không được cả nhà ơi, thì chỉ đứng xa quay thôi, lại gần là không có được, mấy chiến sĩ không cho phép quay phim chụp hình, thì người đổ về rất là đông nhưng mà cũng không có tiếp cận được. Thì mình chỉ đứng xa rồi mình cập nhật thông tin cho mọi người biết. Thì hiện tại bây giờ là rất là đông mọi người đến. Thì cái công viên ngay chỗ này là cái công viên cuối đường của đường Hoàng Việt cả nhà. Địa chỉ tòa soạn là 34 Hoàng Việt, ngay chỗ cái cao ốc thì rất là nhiều công ty. Thì trong trọng là có công ty của đại diện công ty nhà báo pháp luật. Tình trạng bây giờ thì rất là căng, không có cho lại đứng gần, mà nhất là móc máy ra quay phim chụp hình là càng cấm. Đây là cái con cuối đường, thì cả nhà nhìn thẳng vô phía khoảng chừng mấy trăm mét là ngay chỗ bên tay phải cả nhà là sẽ tòa cao ốc. Thì hôm nay cô Nguyễn Phương Hằng mong muốn cái điều gì? Thì theo quan điểm của Hưng Trần thì hôm nay cô Nguyễn Phương Hằng mong muốn là tiếp báo pháp luật, cũng như là vào được báo pháp luật để nói chuyện, cũng như là tỏ bày cái sự mong muốn để mọi người hiểu nhau, cũng như là sẽ có một cái cuộc nói chuyện thẳng thắn như những cái thông tin đồn ở trên mạng qua lại. Thì hôm nay sẽ trực tiếp, tuy không tiếp nhưng mà vẫn đến nha cả nhà, đó phóng to cho cả nhà đó, lực lượng an ninh cứ chạy gì không à cả nhà, quay phim chụp hình rất là khó luôn. Đây là những cái thức phim rất là quý, mong muốn là những người hâm mộ xa không đến được gần ở đây, thì Hưng Trần cập nhật thông tin cho mọi người hiểu. Xa xa tí xíu khoảng chừng 100-200 mét đó cả nhà là tòa soạn báo pháp luật. Ở đây là cái công viên cuối đường cả nhà ha. Thì cái đường Hoàng Việt này rất là ngắn luôn, nó ngắn lắm, nó ngắn cả nhà. Các chiến sĩ rảo liên tục và canh trước cái tòa soạn báo pháp luật, bởi vì không có tiếp cận phục vụ thông tin cả nhà được. Mong cả nhà xem những cái clip này để hiểu thêm về cái tình trạng trước khi mà cô Hằng đến đây ha cả nhà ha. Thì bắt đầu Hưng Trần rời cái công viên, đi vòng vòng quanh khu cái khu vực tòa soạn để mọi người thấy rõ cái hoàn cảnh hiện tại giờ nơi đây. Rất là đông người hâm mộ đổ về, cũng như là anh em YouTuber về để thông tin kịp thời chính xác, các chiến sĩ vẫn rảo ha cả nhà. Rảo thì nói chung là cũng khó quay lắm cả nhà. Thì quay được cái gì quay cho cả nhà xem. Mong cả nhà đăng ký kênh ha, ủng hộ đây vào quán ha cả nhà, vào quán rồi quay trò chuyện với cả nhà, đi sâu vô nữa. Đây công viên trước mặt ha cả nhà. Đi sâu vào nữa thì một lát hồi thế nào khi mà cô đến thì Hưng Trần sẽ đi vào sâu vào, cũng như là đến trực tiếp ngay chỗ tòa soạn báo pháp luật để thông tin thử coi là báo pháp luật có tiếp cô Nguyễn Phương Hằng không ha cả nhà ha. Đây từ cái chỗ này đi lại mấy trăm mét rồi cả nhà. Người thì đổ về càng lúc càng đông, không khí bắt đầu nóng lên từ từ ha, đổ về rất là đông cả nhà. Thật sự mà nói, nếu mà không có lực lượng an ninh mà rảo cũng như là đuổi thì tình trạng nó sẽ hết sức là đông người luôn á, chứ không phải là tình trạng như hiện nay đâu. Đó cả nhà, thì người ta đuổi
thế này thế kia cả nhà. Bởi vậy cũng có tản đi rất là đông người luôn ha, không có đi được cả nhà. Không ai, không một ai mà không bị đuổi hết đó cả nhà. Tất cả mọi người đều bị đuổi hết á. Ngồi công viên cũng bị đuổi, ngồi xa như thế này mà cũng bị đuổi luôn. Đừng có nói chi mà ngồi gần á, bởi vì bây giờ phải trốn vô hẻm, vô hốc, vô những cái chỗ mà không thấy thì không bị đuổi thôi cả nhà ơi, còn ở ngoài là không đuổi. Cả nhà ơi, vậy là theo tình hình là cập nhật mới nhất ha. Hiện tại bây giờ là rất là đông người hâm mộ đến, và cũng đông YouTuber cũng như là mọi người hiếu kỳ cũng đến đây rất là đông. Thì hiện tại bây giờ là không ai tập trung gì được hết á cả nhà. Đến là thì công an sẽ đuổi đi và không được tập trung gì hết. Thì cả nhà thấy rồi đó, hiện tại bây giờ là không có quay phim chụp hình gì được hết á. Với mới vừa đưa máy lên là máy ảnh là không cho quay ha cả nhà ha. Thì ở đây là cái công viên ngay chỗ cái đường cuối đường Hoàng Diệu đó. Thì từ cái chỗ này lại cái chỗ mà tòa soạn á cả nhà, tòa soạn báo pháp luật á, thì rất là gần luôn, khoảng chừng mấy trăm mét thôi. Thì hiện tại giờ lại tiếp cận ở tòa soạn mà đứng hiếu kỳ đứng chỗ đó thì cũng không được luôn. Thì anh em cố gắng cập nhật thông tin chính xác kịp thời cho mọi người biết là thông tin hiện tại bây giờ là không có lại đứng gần chỗ đó được. Thì cái lực lượng an ninh ở chỗ đó rất là đông hùng hậu, và những chiến sĩ rảo khắp trên cái con đường, bởi vậy cũng không lại gần được. Nếu mà có tình hình gì mới thì sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho cả nhà. Nếu mà cô Phương Hằng đến thì sẽ cập nhật thêm, coi thử coi nhà báo có tiếp cô Phương Hằng không, và sẽ như thế nào, mọi việc sẽ rõ trong ít giây phút nữa nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như ấn like theo dõi để tiếp tục theo dõi những cái clip hay nha cả nhà. Đó mấy ảnh chạy nè cả nhà, đó mấy ảnh chạy đó. Đó cả nhà thấy không, rảo dữ lắm cả nhà ơi. Bởi vì không có quay được, không có làm clip đàng hoàng hoàn chỉnh để phục vụ cho một cả nhà. Hiện tại bây giờ tình hình là cũng là căng thẳng. Đó cả nhà thấy, đây là cái công viên nè cả nhà, đó. Mọi người ở đây rất là đông, đổ về rất là đông, cũng muốn trông ngóng thử coi cái tình hình như thế nào. Cả nhà nhớ xem cái clip sau nha cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày mới tốt đẹp ha. Hương Trần sẽ cập nhật tiếp thông tin cho cả nhà xem. Tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà clip sau.